Hello anh em ơi, mới về cái quay thái màu hot đẹp xuất sắc, mới xuất sắc luôn nha anh em. Xe này anh em ra có mua sưu tầm chơi á, không có chạy, mới có 900 cây, 977 cây, đủ phụ kiện anh em ha, đủ phụ kiện, áo thì keo rồi, ống đậu bụi nè, bụi bặm không luôn. Phép ha, di chuyển phép. Phép xe đực. Quá mới luôn anh em ơi. Con này mà đỡ ra nữa, vô dầu một phát thì rồi à. Đỏ bánh nè. Gai chi chích. Ngày mai trà rửa đâu ra nha anh em. Cái màu này nó hot. Phải bụi đóng nè. Quá trời bụi luôn. Quá màu đẹp quá, bởi vì tại sao màu này hot, màu này xe mới bên đây chắc trên 100 quá nè, màu trắng là sắp xỉ 100 rồi, trắng đỏ ha. Vì mình còn rất nhiều ha, 2, 4 mới về con này nữa, 5 con này thì còn cái thẻ, con này như đời 222 á anh em ơi. Đầu 22 luôn, đăng ký đầu 22 luôn. Nghe thông tin của chủ xe lại nha anh em. Để nó bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng bên YouTube. Vậy là này đăng ký đầu 22 nè. Có thể là xe 21. 21 mới đến tầm đúng rồi nè, thấy không? Đón thì đang xe đợi 221 và đăng ký 2222. Gai ha, gai gió sống lưng còn đầy đủ ha, bao anh em đúng đồng hồ nha, xe anh em dòm biết đó là đậu bụi, không có chạy đâu, bụi nè, bụi đông, còn cách xe thì nó mới lắm rồi nè mình, như xe thùng rồi, ha, lấy như xe thùng. Rồi anh em thấy con này khoái, alo phép nha anh em, số điện thoại ở trên cái bảng đó, 0976663344 ha. Rồi xin cảm ơn.